Chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Mình là TT Trung. Đây là ngày thứ 92. Sau đây là thông số của nhân vật thể tu của mình, bao gồm 105.000 công kích và 40.000 phòng ngự. Tiếp theo đây mình sẽ cho nó đánh với đại năng tiên tu. Và đây là thông số của tiên tu, 2 triệu linh khí sau khi qua nhà mình. Và đây là chỉ số chiến đấu của nó, một chỉ số mà không biết khi nào mình mới làm được. Tiếp theo là chỉ số của mình sau khi boost công kích chi nổ lên. Mình sẽ cho các bạn xem linh khí nó tụt như thế nào. Với một con thể tu sau 92 ngày tu luyện là đủ đấm vỡ mồm đại đăng. Đấm xong thì việc tiếp theo là siêu hồn đại pháp và lục loại đồ đạc đó thôi. Các bạn thấy thế nào? Các bạn có hứng thú với 92 ngày các bạn chót được một con đại năng? Và sau đây là hướng dẫn thể tu chi lộ. Chúng ta sẽ chọn chế độ kinh điển, sau đó là nhập cái tên Trung Quốc, mình sẽ để dưới phần mô tả và nó sẽ hiện ra là núi Bồng Lai ha. Cái map này nó sẽ cho mình một miếng lãnh thổ lớn, và tiếp tục thì mình sẽ chọn địa mẫu bia đá, và địa đồ của mình thì mình sẽ cho lớn nhất, xây dựng tông môn cho nó dễ. Tiếp theo là tần suất sự kiện mình sẽ để cao lên ha. Tới phần chọn nhân vật thì mình sẽ chọn hổ yêu nha các bạn, tại vì chọn yêu thú nó mới có công pháp và luyện thể. Và ở đây mình sẽ chú ý về xảo tượng ha. Xảo tượng nó sẽ giúp mình thôn phệ những vật phẩm cấp cao hơn, và thôn phệ thì nó sẽ giúp cho mình có tinh hoa để mình luyện thể, và sau này mình sẽ nói sâu về phần tinh hoa. Tiếp theo là dược kỹ càng cao thì tôi thể càng nhanh hơn, còn chiến đấu càng cao thì né tránh toàn cục càng cao hơn. Nhưng mà mấy cái vấn đề đó sau này mình có thể tôi thể được, cho nên là ưu tiên cái xảo tượng và dược kỹ để tăng thông phệ và tăng tốc độ tôi thể. Về kinh lịch thì mình đang sử dụng mod, cho nên là mình sẽ lùm thêm vài điểm kinh lịch nữa. Luyện thể truyền thừa thì chắc chắn phải lùm rồi. Sau đó là mình lấy thêm cái kinh lâu cơ duyên ha, là nó sẽ cho mình bí tịch siêu hồn đại pháp và vài bí tịch nữa. Tiếp theo là mình sẽ lấy thêm nguyên liệu xây dựng, nói chung mấy cái hỗ trợ đầu game cho nhanh. Tiếp theo mình sẽ lấy thêm đệ tử, khoảng 9 đệ tử. Vì cái đây là clip hướng dẫn cho nên là mình sẽ cố gắng làm nhanh nhanh tí cho các bạn đỡ chán. Cũng lấy ít đồ thôi để các bạn dễ tiếp cận hơn, nhìn nó đỡ rối mắt hơn khi mình lấy quá nhiều thứ. Sau đó là mình sẽ roll con hổ thứ hai ha. Cái đoạn này nó hơi mất thời gian cho nên là mình tu nhanh quá. Mình sẽ roll hai con hổ nè, hai con trâu nè, để nó phụ giúp công việc lạc vặt nhanh hơn. Với lại còn lại là mình sẽ roll nhân tộc hết ha, để mình đặt một tên nhân vật của mình luôn cho nó có hứng chơi đó. Thì mình muốn ưu tiên xảo tượng với dược kỹ luôn. Còn mấy đứa còn lại thì mình hướng theo tiên tu, cho nên là mình sẽ lấy cái thông số nó cao cao đấy ha. Ở đây mình không sử dụng nghịch thiên tà thần luôn nha các bạn. Rồi, tiến vào trò chơi. Vào phần đầu game thì chúng ta hãy tắt hết mấy cái phần luyện công đi ha. Sau đó là 3-2-4 giờ là mình cho công hết, là công việc á. Mình sẽ cho nó đi ngủ và làm ăn và làm việc thôi, chứ không có cho nó luyện công ha. Cái ô công việc còn lại là mình sẽ tích hết. Còn hai con hổ phía trên thì mình sẽ cho nó ăn chút của đan để nó thành nội môn, cho nên là mình không cần phải tích làm gì hết. Tiếp theo thì mình sẽ cho hai con hổ ăn chút của đan ha. Và mình sẽ kiểm tra lại một tí là mấy cái con yêu thú này khi nào tụi nó sẽ bị thiên kiếp hóa hình. Cái này là bắt buộc của dòng yêu tu rồi. Mình kiểm tra thì thấy một con là còn có 9 ngày. Thì tại mình roll hai con ngưu yêu này, chỉ số của nó hơi cao ha, thì thiên kiếp của nó tới sớm quá. Con còn lại thì còn 18 ngày thì có thể mình cho nó vào nội môn được. Còn con 9 ngày thì chắc mình phải cho nó đóng quân ở lĩnh Nam thôi. Rồi công việc tiếp theo là các bạn hãy xây một đống lửa ha. Sau đó là mở cái thạch hạp này ra, rồi mình sẽ lưu lại. Cái việc mà lưu lại như thế này thì mục đích á là để mình giống như là mình
ron lại cái phần mà mở thạch hạp với các bạn. Đôi khi nó sẽ ra mấy cái mà mình không cần thiết nè. Mấy cái này là mở map thì mình đã mở rồi, cho nên là mình không cần nữa. Cố gắng mình kiếm bí tịch nào đó nó sẽ tốt hơn ha. Sư hồn đại pháp á thì chắc chắn nó sẽ có rồi. Quan trọng là những cái bí tịch còn lại nó có giúp ích nhiều cho mình không thôi. Nói chung là cũng không quan trọng lắm. Các bạn thích thì làm, không thích thì thôi. Tiếp theo thì sau khi đọc ngăn xong, mình sẽ dừng cái con ngưu nó mở hộp lại ha. Rồi mình sẽ cho hai con hổ kia nó học công pháp. Mình sẽ lưu lại tiếp. Lần này thì mình sẽ đổi luôn nhân vật mở hạp đi ha. Và thử nó có ra được cái mấy cái bí tịch khác. Các bạn hãy tạo một cái thói quen là trước khi mình xây công trình đó, thì mình nhấn space để nó dừng lại, rồi mình sẽ xây. Thì ở đây mình sẽ xây giường cho mấy đệ tử của mình có chỗ ngủ trước ha. Tiếp theo đó là mình sẽ xây thêm một cái giếng nước, cái lu nữa. Mình sẽ xây thêm chỗ gia công vật liệu dưới chế tác vật liệu rồi lặt vặt rồi ha. Rồi mình sẽ lưu lại tiếp nè. Và trong này có cái bí tịch ngon ha. Động huyền phù, động thần phù, tăng tâm cảnh với tăng tốc độ tu luyện cho bọn tiên tu ha. Cùng lúc này thì hai con hổ nó cũng phản chức hổ môn vào đây. Mình giới thiệu sơ cho các bạn về cái map này ha. Bật mini map lên. Cái khu vực mà nó giống như nước ở trên mini map là khu vực linh thổ đó. Thì nó sẽ có một mảng lớn với một mảng nhỏ phía dưới ha. Thì mình sẽ trồng cỏ phía dưới đó. Ok. Còn về phần trong map á, các bạn tìm mấy cái dược thảo á, các bạn nhấn double click vào. Sau đó là các bạn sẽ thu hoạch hết. Tại vì cái dược thảo này á, sẽ để hai con hổ nó ăn vào, nó lấy tinh hoa để nó tồi thể các bạn. Và một phần nữa các bạn hãy lục lọi mấy cái rương và mấy cái tàn thi ở trong map nha các bạn, để kiếm nguyên vật liệu và vũ khí. Và cái quan trọng nhất đó là cái vải để mình xây bộ đoàn chờ bọn thể tu. Và tiếp theo là mình sẽ sáng lập môn phái nha các bạn. Mình sẽ đặt tên là Tut, là tutorial nha các bạn, để mình có thể đi lịch luyện và mình xây thêm nhiều công trình cần thiết nữa. Và tiếp theo thì mình sẽ xây ba cái bộ đoàn sát bên nhau nha các bạn. Và không quên sẽ xây mấy cái kệ để đồ xung quanh theo tụ linh ha. Và hãy nhớ là bằng thổ nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ xây hai cái mộ hệ kim ở trên đầu và tạo ra một khu chăn nuôi ở phía dưới. Tiếp theo đó là mình sẽ xây một cái giếng hệ thổ và một cái bàn hệ kim sát bên và chỉ nội môn xài thôi đó. Rồi sau đó thì mình sẽ cho hai con hổ đi lịch luyện di tích Thái Nhất nha các bạn. Rồi cái phần chỗ chế tác thì mình sẽ chế tạo ra mấy cái rìu hệ kim đi, mấy cái cuốc cũng hệ kim luôn, còn cuốc chim để đập khoáng sản thì từ từ ha. Và mình sẽ chỉ định tới tập trung mình làm 6 tượng cho nó tăng 6 tượng lên. Tiếp tục là mình sẽ dọn dẹp nông điền thôi, dọn những cái khu không liên quan ha. Mình sẽ trồng cỏ trên đất linh thổ thôi và tiếp tục lục tàn thi các kiểu. Miếng linh thổ trên này thì mình cũng sẽ trồng cỏ nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ trồng bên phần dược điền ha các bạn ha. Mình sẽ trồng chi thảo nè để nó ra tử chi, và trồng nhân sâm để nó ra xích sâm ha. Lúc này thì hai con hổ nó cũng đến di tích Thái Nhất rồi nha. Thì mình sẽ cho từng đứa một vào thôi ha.
Mình sẽ đi tới cái chỗ mình cần lượm đồ nè. Mình sẽ lựa những con số mà nó khoảng 230, 240 trở lên á thì mình mới bóc ha. Còn lại thì mình sẽ để đó. Tại vì mỗi lần vô thì nó mỗi lần reset cái con số đó lại. Đó. Thì các bạn chỉ cần thử là biết à. Ok, bóc xong rồi đi về thôi. Những nguyên liệu này thì rất cần cho đầu game ha. Vũ khí săn bắt thì các bạn nên lấy cung mà bắn nha các bạn. Bắn theo kiểu vừa bắn vừa chạy và cho mấy cái con yêu thú á, nó chạy nhanh, nó né được các đòn tấn công của thú ha. Vừa bắn vừa chạy, vừa bắn vừa chạy. Chứ không là ngoại môn mình nó sẽ bị thương thì mất thời gian hồi phục, nó sẽ làm chậm tiến độ của mình, chịu khó một tí. Khi mình lấy được gạch ngọc của di tích Thái Nhất về rồi mình thì mình sẽ chế cái cung nó xịn hơn ha. Bắn nó sẽ nhanh hơn, tầm 2 tôn chạy là nó chết. Rồi, ok. Mình sẽ lướt qua cái đoạn xây nhà ha. Thì nhà thì mình cũng đã có clip mình xây rồi. Thì cứ theo ngũ hành mà xây thôi. Cứ mấy cái món đồ chính á, thì ví dụ như mấy cái bàn sáo tượng này, kim thì nó sẽ sử dụng hệ thổ như đèn hay là cờ trang trí thì nó sẽ được đại cát. Là rèn thổ thì sẽ có mấy cái đèn hỏa ha. Nói chung các bạn có thể bố trí như mình cũng được. Thì nó sẽ lên đại cát thôi. Mình sẽ xây một cái quan tinh đài để biết được là đại cát hay chưa. Thì đại cát ở đây nó sẽ giúp mọi công việc nó sẽ nhanh hơn, làm nó thuận lợi hơn. Chẳng hạn như là đầu bếp tụi nó vô tụi nó nấu sẽ không bị cháy đồ ăn các kiểu. Ok, mình sẽ đặt thêm một chỗ đi về cho hai con hổ kia nó luyện đi về luôn ha. À và đừng quên là nếu mà khi đã lên nội môn á là phải xây cho nó hai phòng riêng ha. Tại vì bọn thể tu này nó có khuất mắt thì tâm cảnh nó sẽ sụp đổ, nó sẽ giảm. Thì mình chỉ cần xây cho nó phòng riêng nè. Nói chung nó cần gì thì mình đáp ứng đầy đủ cho nó thì tâm cảnh thì nó sẽ tắt thôi. Và tiếp theo thì mình sẽ cho một con hổ nó đi tới Lô Sơn ha, để mình làm linh thạch về. Mình đi lấy thông hành quyền mình qua chỗ khác. Và ở trong Lô Sơn này thì cũng vậy thôi. Mình cứ lựa cái chỗ linh thạch nào mà nó nhiều nhiều một tí. 10 tinh linh thì mình lượm nè. Đó, linh thạch 290 nó lượm nè. Còn lại trăm mấy thì khỏi, 280 lượm. Cứ trên 230 là lượm được, làn gia quả. Mấy cái này ít quá để đợt sau tới lượm. Còn cái cách mà né yêu thú đánh á, bạn mới vô yếu thì nhấn bỏ chạy, rồi chạy ra một nơi xa. Nói chung bọn yêu thú này nó chạy cũng khá nhanh, cho nên là về cơ bản là mấy con thú này nó không có dí theo đánh được, dí một hồi là bỏ thôi. Rồi mình tiếp tục mình di chuyển. Xong thì đi về thôi. Mình sẽ dỡ bỏ mấy cái bụi cỏ mà nó phát sáng ra xanh đó. Có nghĩa là nó có linh khí rồi, nó sẽ ra được linh solo ha. Và bắt đầu mình sẽ xây dựng lên một căn phòng cho thể tu. Mình sẽ xây cho nó đại cát luôn ha, cho nó đại cát cho nó sau này nó thổ nạp nó tốt hơn. Sàn nhà và nóc nhà thì mình dùng linh thạch, mình chế ra linh thạch vật liệu ha, để mình xây chỉ cho nó đẹp thôi chứ không có gì. Tiếp tục là xây cho nó lên được cái đại cát thôi. Sẵn tiện thì mình sẽ xây luôn
ảo phát linh khí. Đơn giản, đơn giản thì chỉ đặt 4 hồn là được rồi. Các bạn có thể xây cho mình đó. Đây là bảo phát đơn giản, phát linh khí thủ công. Mình sẽ làm một cái nhà kho đồ ăn ha, một cái nhà kho đồ ăn sát bên phòng của thợ tu luôn, để tôi ngoại môn nó vận chuyển đồ ăn vô. Lúc này thì con hổ thứ nhất mình cũng đã trở về rồi, mình sẽ cho nó ăn khoảng đâu đó tầm 100 cái dược thảo ha, để nó lấy sinh cơ tinh hoa, nó tôi thể đầu ha. Và công việc tiếp theo thì mình sẽ lấy thịt khô, mình đi bái sơn hết tất cả những môn phái xung quanh. Đây là phần đầu ha, đầu cơ bắp sẽ dùng sinh cơ tinh hoa. Nó có các móc, có hai móc quan trọng mà cần lưu ý, đó là móc cấp 17, cấp 44. Tiếp theo mình sẽ cho các bạn xem là gọi là các than phiền của nó. Nó thấy đen kịt rồi, môi trường thì bẩn loạn. Tiếp theo là quần áo tệ hại. Mấy cái này nó nhỏ, nó cũng không quan trọng lắm đâu. Quan trọng là cần một gian phòng đó. Mình thấy là cái gian phòng nó khá là quan trọng. Nếu mà nó không có gian phòng riêng thì sẽ dễ bị sụp đổ tâm cảnh lắm. Tiếp theo thì mình sẽ chế cung bằng gạch linh thạch. Mình lấy từ di tích Thái Nhất thôi. Mình sẽ cho nhân vật của mình là thợ rèn luôn, vì thợ rèn nó cũng tăng xảo tượng lên đó các bạn thấy không. Nó ăn uống cái gì thì nó cũng ra gần cái bàn, gần cái khu nó luyện. Sau khi con hổ thứ hai nó lập linh thạch về thì mình lấy linh thạch mình đổi thông hành quyền trên chủ hoa sơn. Mình vào mình đóng quân, mình lấy ngọc tủy ha. Các bạn hãy nhớ một điều là hãy dừng game Spy rồi mình chét cấp của nó thường xuyên ha. Chứ để nó lố lên cấp 18, 19 hay 20 thì phí lắm. Ok, sau khi con hổ thứ hai nó vô được rồi thì mình sẽ vô mình lấy đồ thôi. Cách lấy cũng vẫn như cũ mình chỉ thôi. Cái số nhiều là lấy, còn không thôi là để lần sau tới lấy. Cái ngọc tủy ở đây nó cũng khá là quan trọng ha. Nó cũng giống như là linh thạch đó. Ok, khi có ngọc tủy rồi á thì mình bắt đầu mình đi lấy thông hành quyền bằng 8 ngọc tủy từ các môn phái khác. Chẳng hạn như mình vô đây mình lấy hỏa đồng khoáng thạch để mình về mình chế hỏa tinh xa. Cách lấy thì cũng như cũ thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt đâu. Lấy thêm cái châu quả nữa. Mình phải để chỗ quay về ở bên khu vực nước nha các bạn, tại vì châu quả nó nóng. Mình lấy ngọc tủy mình đặt lên tụ linh trận ha. Ngọc tủy nó cũng tăng tụ linh. Rồi tiếp tục sau đó mình sẽ đem con hổ thứ hai mang theo phần của động vật chui vào tìm Long Uyên. Đến tìm Long Uyên rồi mình sẽ chụp phải vào phần cho nó ăn. Sau đó là cho nó tiếp xúc với cái bia đá thì nó sẽ chui vào được. Mình sẽ lấy được thêm Thiên Long Xa là phân của rồng á. Mình sẽ về mình tăng tụ linh cho cái tụ lịch trận của mình hơn ha. Thì cho con hổ một đi lịch liền để mình lấy thêm hàng tinh đỉnh và hàng tinh khoáng thạch ha. Sau khi Thiên Long Xa về thì mình sẽ double lít và mình sẽ đặt vào gần cái bộ đoàn nhất ha. Mình sẽ bay cái sợi ngựa cung luôn và mình sẽ mua hai con mèo ha.
hai con mèo này thì mình sẽ mở lồng ra và mình sẽ cho nó vào khu chăn nuôi ở trong phòng luyện công ha. Tại vì phòng thổ nạp của bọn thể tu nó phải có mộ để lấy tử linh tức nè, rồi linh khí nó phải 2000 để nó thổ nạp nhanh hơn nè. Và tiếp theo là có động vật để nó lấy thêm sinh mệnh bổn nguyên các bạn. Và đây là sau khi giải cỏ đây là sẽ có linh sơ lộ ha. Thì mình sẽ lấy đệ tử ngoại môn mình bóc hết linh sơ lộ đi, tại vì linh sơ lộ nó trong vòng một thiên là nó sẽ biến mất liền à, cho nên bắt buộc mình phải lấy nhanh nhất có thể ha. Và lúc này thì con hổ nó đã lên cấp 17 ha. Mình sẽ dừng game lại, mình bắt đầu mình tăng nhanh nó lên, cứ 17 cấp là đột phá được. Và trong lúc này thì mình sẽ tạo ra nó ký ức thống khổ ha. Bởi vì ký ức thống khổ nó sẽ liên quan tới kích cuồng chi độ các bạn. Nó sẽ đấm mạnh hơn. Nói chung farm thống khổ thì nó chỉ có farm cực nóng cực lạnh, ở chung với đệ tử ngoại môn, rồi không ra ngoài được. Đó, thì các bạn cứ nhìn theo mình là các bạn làm theo thôi. Xây lên là không ra được nè. Cho thêm một thằng trên cái giường đó nữa, sẽ có ở chung với ngoại môn. Nhưng mà cái phòng này nó không có đủ gọi là nhiệt độ để mà làm cho con hổ này cực hàn nha các bạn. Tại vì con hổ này chịu nóng cao quá, phong số nó khá cao. Thì mình sẽ farm tạm trước, đó là cực nóng trước. Cho nó chạy qua bên phòng cực nóng nè. Chỉ cần ngồi một tí đi là nó sẽ lên cực nóng ha. Okay, sau khi farm xong thì mình sẽ cho nó trở về chỗ bộ đoàn cũ. Và cho nó lại vị trí cái giường ha. Chứ không là tầm cảnh của nó sẽ tụt giảm dữ lắm. Đó, các bạn thấy hết ha. Okay, bây giờ mình sẽ xây lại một cái phòng nó lạnh hơn bằng cái giường hàng tinh đỉnh. Và đồ trang trí là mấy cái bình hoa cũng bằng hàng tinh đỉnh luôn à. Thì cái phòng nó sẽ lạnh hơn. Và mình thử mình xây cách xa cái chu quẻ cái ra thử xem. Xây gần sợ nó không lành nổi. Tâm cảnh đang gọi là không lên được thì mình sẽ gia tăng bằng cách là làm thêm xúc sắc với mấy cái lục lạc với cái túi thơm nữa là nó sẽ gia tăng tâm cảnh được ha. Tiếp theo về phần con hổ 2 thì cũng như hổ 1 ha. Cho nó ăn dược thảo, rồi cho nó đổi thể đầu cơ bắp. Lúc đầu tại chưa có mấy cái phòng này cho nên là mình chưa cho nó farm được. Thì con hổ thứ hai thì mình sẽ cho nó farm sớm hơn con hổ kia ha. Và sau này ví dụ mình có lên được con thể tu nào thì mình cũng farm hết ha. Cực nóng ở chung ngoại môn. Chờ cái phòng kia xong là qua farm cực hạn luôn. Tiếp theo thì mình sẽ thả linh sơ lộ của bọn nội môn ra ha. Cái thanh tinh nguyên là cái thanh dưới cùng là ít á. Thì các bạn cho nó ăn linh sơ lộ thì nó sẽ lên tinh nguyên ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ chế hỏa đông xa và hàng tinh xa ra với một số dược vật cho gọi là thuốc cho ngoại môn nó sử dụng. Mình sẽ tiếp tục mấy cái cục linh sơ lộ, cứ một cục lên 150 điểm tinh nguyên. Và điểm tinh nguyên ở đây là để mình tối thể đó các bạn, không có thì mình tối thể không được ha. Tinh nguyên thì mình thổ nạp nó cũng ra, nhưng mà mình phải trên cấp 44 mà mình mới thổ nạp nhanh được. Cái địa mẫu linh dịch thì sử dụng cho tu tiên là tốt hơn.
Mình ăn mật rắn với mật gấu nó cũng có tên nguyên nè, nhưng mà không nhiều thôi. Mà thôi kệ, có gì là ăn hết. Xây thêm cái linh bảo cát ha. 10 cục tinh linh hồi nãy thì mình sẽ tạo ra hai cái linh tinh thổ cho nó tụ linh mạnh hơn cho phòng tu luyện. Ok, về con ngưu văn này thì chỉ còn 3 thiên thôi. Sau 7 ngày phục vụ ở tông môn thì mình sẽ cho nó đi lĩnh nam ha. Ngưu văn đi lĩnh nam. Mới vô nghèo thì không cho cái gì đâu ạ. Ok, tiếp tục là chết mình kiểm tra cấp độ ha. Và kèm theo đó là phải bạo phát linh khí liên tục cho linh khí nó lên. Sau khoảng thời gian thì con hổ thứ hai nó cũng đúng 17 cấp. Thì mình cứ tăng thôi, cứ bách luyện huyết nhục. Full bách luyện huyết nhục nha các bạn. Xong rồi đột phá luôn. Hiện tại là cái phòng cực hàn nó đã xong rồi. Mình sẽ cho con hổ thứ nhất đi lại đó farm không khổ ký ức cực hàn. Chỉ cần vô một tí thôi là nó sẽ xong liền. Chỉ cần vô một tí là farm được rồi. Sau đó cho mọi thứ trở lại như cũ. Ok, và tiếp tục tới ngày 8 thì nó đã được 44 cấp rồi. Mình tăng full bạch luyện huyết nhục và nguyên tổ hóa thôi nha các bạn. Còn lại đừng có tăng mấy cái thứ khác. Rồi tăng full lên là bắt đầu đột phá được ha. Đột phá tới đại tủy kỳ thì nó bằng với kim đan nha các bạn. Thì lúc này mình sẽ mở cái thái nhất di vật ra. Mình lượm có được ở thái nhất á, cái tháp ở thái nhất á. Thì mở phong ấn ra. Tắt cái luyện cơ bắp đầu đi. Cho nó ăn thêm hỏa đồng xa để nó hỏa tinh xa. Cái thái nhất dị vật này nó sẽ có thái nhất bí điện. Đó. Mình mở ra mình xem. Rồi sau khi mình ăn xong cái hỏa tinh xa thì mình sẽ tôi mũi, tôi hầu và tôi phổi bằng sinh mệnh bổ nguyên hết nha các bạn. Cái đó là ba cái thứ mà để mình thổ nạp cho nó hiệu quả đó. Nó sẽ nhiều tinh hoa. Mình nghiên cứu thái nhất di vật ra một cái tiểu can khôn mà. Thì mình sẽ cứ ráng kiếm nguyên vật liệu để mà xây. Đây, đây là những cái nguyên vật liệu nó cần thiết. Thì mình ráng kiếm trên map thôi. Nó cũng không khó lắm đâu. Đó, chẳng hạn như là hãm không sơn này là nó có tinh tủy đó. Mình sẽ lấy cái thông hành quyền. Mình chạy qua đó mình lầm. Mình sẽ cho một con hổ đi lầm thêm linh thạch. Và một con hổ nữa sẽ chui vô ra lấy tinh tủy. Cái càn khôn giới này nó sẽ thu những cái đồ vật dụng bên ngoài vô, nhất là đồ ăn. Nó vô đó nó sẽ không bị thối rữa nha các bạn. Ok, lần này tới lô sơn là các bạn thấy nữa, hai cái cục linh thạch đó tiền thì nó nhiều rồi đó. Thì mình lẫm thôi. Còn qua phần bên khu vực hãm không sơn này thì mình lầm cục tinh tủy thôi các bạn. Mới vào bị đánh chạy sắp mặt. Đây, mục đích của mình là lấy cục tinh tủy này là chính. Còn lại mấy cục thạch tủy kia thì mình lấy sơ sơ thôi. Rồi mình sẽ rút. Thể tu thì thể chất của nó các bạn cũng cứng cáp cho nên là mấy con yêu thú này đánh vô cũng không xi nhê lắm. Với lại chạy nhanh nữa, thoát thân tốt. Rồi tới phần nan giải nhất, đó là xử lý cái con
ngưu thứ hai đây, thì mình sẽ cho nó thu hoạch dược thảo tiếp này. Mình sẽ đẩy nó vào nội môn luôn ha. Nó chỉ còn có mười mấy ngày thì mình sẽ ráng tăng chức nội môn cho nó, rồi mình sẽ ráng độ kiếp cho nó thành công ha các bạn. Sau khi thu hoạch được hết dược thảo thì mình sẽ cho nó ăn hai cái tử chi và hai cái xích sầm để nó tiến vào nội môn. Tiếp theo đó thì mình sẽ chế thêm xúc sắc và cái lục lạc của cái túi thơm ha. Rồi thẳng chức nội môn cho nó. Còn một cụ thể tu chi lộ tới đây thôi. Mình hẹn các bạn ở clip tập sau ha. Clip này cũng khá dài rồi. Đừng quên thấy hay thì ủng hộ mình một like và một sub nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn.